Chị làm gì mặt nhăn nhó gì vậy? Trời đất ơi, em làm không hết nữa mà chị đi mua đồ ăn. Tới giờ ăn xế của chị rồi. Chị phụ em nè, diễn viên đang hối quá trời nè. Từ từ đi, đói quá à. Chị ăn xong chị mới làm được. Chị chạy ra thuốc ở kia chị mua luôn á. Thôi đi, chị vô chị ấy đi, một hồi hối em, chửi em bây giờ đó. Thì chị ăn một miếng đi. Đang ăn mà bỏ sao được. Sao chị nói với em là chị giảm cân? Ừ, thì chị giảm cân mà. Giảm cân mà ăn cái đó chắc ốm dữ lắm luôn á. Chị ghiền gà là một. Mà chị ghiền luôn cái anh bán gà luôn. Gà này ngon luôn á. Em ăn một lần á là em ghiền giống chị cho coi. Ê, ăn thử một miếng đi. Đi. Thôi em không có ăn đâu. Ăn thử một miếng thôi. Thôi ăn thử đi. Không lớp cái đồ dơ này nhá lên. Wow. Thơm quá trời thơm luôn á. Vợ mà thấy vợ mê liền á. Ủa vợ, vậy rồi hả? Qua đây, qua đây. Qua đây ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, đó, thấy cái gì chưa? Anh chuẩn bị từ sáng tới giờ cho em đó. Anh? Hả? Anh có phải chồng em không vậy? Anh chồng em chứ không phải chồng ai. Em đang giảm cân. Anh biết cái điều đó mà anh đi làm cái món này cho em. Trời ơi, ba cái món này dầu mỡ không à. Không, anh biết là em đang giảm cân á. Nhưng mà biết sao không? Cái này em chế biến đặc biệt lắm. Ăn vô không có sợ mập đâu, nó thiệt. Thôi đi, ba cái món dầu mỡ này mà không béo mới lạ luôn á. Anh nói thiệt, không có béo. Không những vậy, ăn một miếng ghiền luôn. Ghiền giống như là anh ghiền vợ vậy đó. Cái gì vậy? Thôi, không ăn đâu. Sao không ăn? Công tình sức em giảm cân biết bao nhiêu lâu. Sao vậy hả? Với lại tâm trạng của em bực bội lắm. Sao bực bội vậy nói nghe nè. Em rớt phim nữa rồi. Đi hết đoạn này đoạn khác không có một cái vai nào tử tế hết trơn á. Em chán quá à. Chán thì càng phải ăn vô. Ăn một miếng thôi. Mà không những ăn một miếng phải ăn nhiều vô. Ăn càng nhiều thì tâm trạng em mới vui vẻ phấn chấn lên được. Mới có năng lượng tích cực biết chưa. Ăn đi. Được không? Biết sao không? Cái món này nè, anh không có nêm bằng gia vị bình thường đâu. Biết gia vị gì không? Gia vị tình yêu á. Ăn vô là ghiền luôn á. Cái đồ quỷ, dẻo miệng quá. Sao vậy, ăn không? Ăn không? Thôi ăn miếng cho anh vui á nha. Chứ bữa giờ em giảm cân á. Ăn miếng là anh vui lắm rồi á. Thử miếng nha. Cái này là gà cụ rong biển nè. Đúng là... Sao không? Thấy chưa, nói rồi bỗng tin. Phải chạy nước miếng, chạy nước miếng. Làm miếng nữa nha. Rồi. Máy bay, làm máy bay, làm máy bay. Bay. Rồi nha. Bay đáp xuống biển nè. Bay tiếp rồi đó, Rồi không? Anh nấu anh còn ghiền nữa chị em. Chị làm gì ăn có một miếng gà mà như người mất hồn nha. Thấy không, chị nói đúng không? Ăn một miếng gà là mê luôn anh bán gà. Trời ơi, anh dễ thương lắm luôn á. Chị Xuân, chị mua cái gà này ở đâu vậy? Chị đi cách đây khoảng 1 cây số. Ngay chỗ ngã ba đó. Mà chưa hết đâu nha. Chị mua gà mà chị muốn mua luôn anh bán gà. Trời ơi, ảnh vừa đẹp trai nha mà vừa nấu ăn ngon nữa. Hot boy bán gà đó em. Hồi nãy á, chị có xin chụp hình với ảnh luôn. Trời ơi, hot boy bán gà đẹp lắm em. Nè em coi thử đi. Đồng. Ủa? Cái gì vậy chị? Dễ quá. Anh đâu? Này bán hết gà không? Trời, hết đâu mà hết. Còn hơn phân nửa kìa. Ủa kỳ vậy? Vậy đâu kỳ. Thì lúc trước á, anh bán xe, anh đẩy tới chỗ này chỗ kia, khách vãng lai người ta tới mua. Bây giờ á, để cố định một chỗ, vậy mà bán không có ăn bằng. Coi vậy ta? Lúc trước là anh bán không đủ hàng luôn á. Ừ. Em biết sao không? Thật ra cũng có khách, nhưng mà bây giờ cái tiền mặt bằng mọi thứ nó đổi lên gấp 3. Cho nên là bắt buộc là khách phải nhiều thì mới đủ trang trải mọi thứ. Số lượng khách thì vẫn như vậy, thậm chí còn ít hơn nữa. Với lại cũng có đâu bao nhiêu người đâu, đúng không? Người ta ăn gà hoài, riết người ta cũng chán. Cũng đúng. Cứ tình trạng về hoài chắc là dẹp tiệm luôn. Đúng là kinh doanh phức tạp thiệt. Sao mà khờ dữ vậy trời. Mở quán thì phải quảng cáo cho người ta biết, để người ta tìm tới chứ. Chào hai đứa. Hello anh. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi ăn gì kêu nha. Dạ cho em gì? Dạ cho em một phần gà chiên siêu cấp vô địch. Rồi ok. Ok. Gà chiên siêu cấp vô địch có khuyến mãi trả cá nha. Yeah. Rồi đợi xíu. Cấp kỳ luôn. Dạ. Rồi. Nghĩ ăn gà một bữa được không? Không. Đã nói là ủng hộ anh Đồng hết gà hết số mà. Tôi biết là vậy nhưng mà hôm nay tôi tăng 3 kg rồi đó bà biết không? Tôi sắp lăn ra đường rồi đó. Bà lăn thì tôi ỉnh bà lại. Đúng rồi, không sợ lăn luôn đâu. Mà... Rồi rồi, đồ ăn tới giờ, đồ ăn tới giờ. Đây, gà chiên siêu cấp, đây khuyến mại chả cá. Cảm ơn anh. Trời, anh không ngờ Mai ghiền món này tới vậy luôn á. Dạ, em không có... Em ghiền anh lắm á. Bậy nè. Không có, em ghiền gà của anh. Ừ, ghiền gà của anh thì được nha. Ngon không? Sướng không? Trời, hên cho tụi em á nghe. Tới trễ chút xíu nữa là không có đồ ăn luôn á. Ủa? Anh bán hết luôn rồi hả? Ừ, em tin không? Từ sáng tới giờ á, khách quá trời luôn. Đông thì là đông vậy đó. Mà khách là học sinh tụi em á, tới từ trường này trường kia vòng vòng ở đây không. Đó, đây nè. Đúng rồi. Đây nè. Đó. Tới cầm theo cái tờ rơi vậy nè. Y chang vậy luôn. Đó, thấy quen không? Hả? Đẹp bà, quá. Bà không hiểu sao kỳ cục nữa. Ủa anh nhớ là anh đâu có nhờ ai làm mấy chuyện này đâu ta. Bà tự nhiên khi không á, có người in mấy cái tờ rơi này ra đó. In món ăn của anh, in thương hiệu của anh. Rồi phát cho tất cả mọi người ở đây. Ai mà tốt bụng dữ vậy ta? Thiết kế ấn tượng như vậy là em nghĩ là chắc chắn là Chị Huệ chắc chỉ là mẹ ơi. Sao quánh bạn? Em tại em sợ ăn quá bị ngẹn, em trọng vậy cho nó dễ tiêu á. Điên. Huệ gì? Mở. Nè nó nghe nè, cái nư của chị Huệ á là bà sẽ dung tiền ra cho người mua hết gà của anh Đồng, chứ không có rảnh mọi người kiệt công thiết kế từng cái mà tờ rơi vậy đi phát đâu. Ai biết, mệt quá. Ai mà tốt bụng thiết kế cái này cho mình vậy ta? Hay là... Chắc không phải đâu. Coi như lần này là lần của em giúp anh. Anh rất tốt. Nhưng mà rất tiếc là em với anh không thuộc về nhau. Dạ em nghe anh. Dạ anh yên tâm. Em sắp xếp hết rồi. Cái đợt vừa rồi á, em quá thân vô bên thanh tra. Anh biết không, cái lúc mà em vô công ty á hả, trời ơi cái thằng đó mặt mày nó xanh lè, không còn miếng máu nữa. Quýu cạn luôn à. Bao nhiêu thông tin mật á hả, nó nói cho em biết hết. Em chụp lại, rồi em vô một cái file, em có gửi mail cho anh rồi đó. Dạ anh về anh coi nha. Dạ giao việc cho em á là anh yên tâm, đừng có lo gì hết. Anh biết sao không, tâm sự cho anh biết luôn, đợt trước á hả em quá thân vô một nhà sản xuất phim. Trời ơi em nói anh nghe, có một cô diễn viên trẻ kia tin em sái cổ. Dạ em nói cái gì tin cái đó. Dạ anh khen quá lời. Cái vụ mà diễn xuất đồ này kia hả, vô mấy cái vai á đôi khi á em còn giỏi hơn diễn viên nữa. Dạ à dạ cái gì anh cứ chuyển tiền đúng hẹn nha anh. Rồi em cảm ơn anh nhiều, em chào anh. Dạ chị. Dạ anh còn nhớ em hả? Anh, nãy giờ em nghe hết trơn rồi. Anh nói cho em biết sự thật đi. Bây giờ anh muốn cái gì em cũng chiều anh hết á. Thiệt ra thì cái kèo vừa rồi cũng xong rồi, cho nên cũng không có cái gì giấu em hết á. Nhưng mà mới nãy em vừa nói, nếu như anh nói cho em sự thật thì anh muốn cái gì em cũng chiều hết, đúng không? Ừ. Bây giờ nói đi. Em nói được là em làm được. Bây giờ lật bài ngửa cho em biết luôn nè. Thiệt ra anh không phải là nhà sản xuất phim, cũng không phải đạo diễn gì hết á. Nhưng mà mọi chuyện á là do Huệ. Cô ta lên kịch bản rồi anh chỉ việc diễn theo thôi à. Huệ à? Ừ. Mà sao Huệ làm như vậy với tôi? Đơn giản quá mà. Tại vì Huệ thích bạn trai của em, thì bây giờ chia rẽ được hai người, Huệ vô thế cái vị trí của em. Bây giờ anh nói thiệt, nhiều khi á hả, Huệ đang tình tứ bên tình yêu cũ của em á. Thôi kệ, bỏ đi, chuyện đó không có đáng đâu. Ở gần đây em biết có cái khách sạn êm lắm, mình qua bển nha. Ngoan nè, thương quá. Đi đi. Ây da, cái đồ khốn nạn. Đây là cái công mà tôi trả cho anh dám lừa dối tôi. Tôi cũng chỉ làm thuê thôi mà.